Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận hàng chục trường hợp mắc bệnh lao. Nhiều em bị để lại di chứng nặng nề. Đa phần các bé mắc bệnh lao do chưa tiêm ngừa nên dễ dàng bị lây từ người khác. Nhiều trường hợp bị lây do tiếp xúc gần với thành viên mắc bệnh trong gia đình. Bệnh nhi này được chẩn đoán mắc lao phổi. Mặc dù đã 3 tuổi nhưng bé chỉ nặng hơn 5kg. Em nhập viện khi bệnh đã diễn tiến một thời gian dài. Đáng nói, căn bệnh này có thể dự phòng bằng vaccine và nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em. Chương trình phòng chống lao quốc gia của chúng ta cũng đã phối hợp và làm rất là nhiều về cái vấn đề về phát hiện sớm những cái trường hợp bệnh lao. Ví dụ như là ở ngoài phòng khám chẳng hạn, chúng ta có một cái chương trình gọi là chương trình 2X. 2X có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm xét nghiệm X quang, xét nghiệm X bợt, làm về đàm hoặc là xét nghiệm về phân để mà tầm soát lao sớm ở trong cộng đồng để mà phát hiện. Một số triệu chứng lâm sàng khi trẻ mắc bệnh lao thường là sốt kéo dài, ho kéo dài hay vã mồ hôi trộm vào buổi tối, biếng ăn dẫn đến sụt cân. Đặc biệt, khi trong gia đình có người nghi bị mắc bệnh lao có tiếp xúc gần, các thành viên khác cần được tầm soát lao để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh lao thì đã có phác đồ điều trị rõ ràng từ lâu rồi và nó có một cái lợi thế nữa là được bảo hiểm y tế chi trả. Thì thường tùy theo mỗi một cái lao, mỗi một cái cơ quan khác nhau thì phác đồ có thể kéo dài từ 6 cho đến 12 tháng. Và phác đồ lao đó hiện như hiện giờ cái thuốc nó đã đơn giản hơn ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta ví dụ một lần uống một lần là cứ 3-4 viên cùng một lúc luôn. Nhưng bây giờ hầu như là nó gói gọn lại, ví dụ là cái viên nó 3 trong 1. Thành ra chúng ta thấy là ngày một uống chỉ có một lần một viên thôi trong cái thuốc lao đó thì nó khá là hiệu quả. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm bệnh lao, vấn đề đặt ra là trẻ cần tuân thủ điều trị tốt, uống thuốc lao đều đặn mỗi ngày, không được ói thuốc. Nếu trẻ ói thuốc lao trước 30 phút, phụ huynh cần chú ý cho trẻ uống lại để đạt hiệu quả nồng độ của thuốc trong điều trị.